hôm năm nay thì tôi được giao một cái vấn đề nó hơi lạ một chút, đó là vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Thì thực ra có thể nó lạ lẫm với cả cái lớp này thôi, chứ trong thực tế từ các cái nghiên cứu cấp bộ, cấp nhà nước cho đến cấp trường thì cái việc thông qua cái hội đồng đạo đức của các cái nghiên cứu đó là vấn đề bắt buộc. Và do đó để hòa với cái trào lưu là chúng ta có thể publish được các bài báo trên, xin lỗi các bạn một chút, hình như tôi thấy là cái âm thanh nó hơi bị oang oang, là các cái bài báo của các bạn, các cái nghiên cứu của các bạn có cơ hội được publish quốc tế, thì chúng ta phải đảm bảo rằng cái vấn đề đạo đức trong nghiên cứu đó là hoàn toàn ok. Còn nếu không ok thì xin lỗi các bạn, là ra hội đồng cái editorial của họ, họ rất là nghiêm ngặt, họ chỉ cần đọc một phát họ biết ngay là các nghiên cứu của bạn có đảm bảo cái vấn đề y đức hay không. Như vậy thì cũng là lần đầu tiên trao đổi ở trong lớp IBM này, thì tôi xin phép được trao đổi các bạn qua một chút về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu sinh học. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vấn đề đạo đức khi chúng ta tiến hành nghiên cứu trên người. Các bạn hãy nhớ rằng nghiên cứu có can thiệp trên người thì tất cả những vấn đề đấy đều phải đảm bảo là đạo đức của nghiên cứu có đảm bảo hay không. Thì các cái câu hỏi chúng ta cần phải trả lời lần lượt khi mà chúng ta tiến hành nghiên cứu, khi đặt bút, đặt ý tưởng, như giáo sư Quang vừa trao đổi cho các bạn bài là từ ý tưởng đến nghiên cứu, từ ý tưởng cho đến khi tiến hành nghiên cứu, chúng ta đều phải đảm bảo rằng liệu nghiên cứu của mình có đảm bảo vấn đề đạo đức hay không ở trong tất cả các khâu. Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên đó là ý nghĩa cũng như là tác động của nghiên cứu đối với cái bản thân người tham gia nghiên cứu hay là đối với cả xã hội nói chung. Thì các bạn biết rồi, nghiên cứu tiến hành trên người nhằm mục tiêu là cái gì thì chúng ta chưa biết, đúng không ạ? Mục tiêu là đặt, sẽ trả lời cái câu hỏi nghiên cứu, đó là cái research question. Nếu chúng ta đặt được cái câu hỏi nghiên cứu thì chúng ta phải đảm bảo rằng vậy thì việc chúng ta trả lời được câu hỏi đấy nó có lợi gì cho bệnh nhân hay không, bệnh nhân có được hưởng lợi hay không. Nếu như bệnh nhân không được hưởng lợi thì xin lỗi, GM, câu chuyện đến là hết, đúng không ạ? Không bao giờ tiếp tục hết. Nếu chúng ta chỉ đặt ra một nghiên cứu để thỏa mãn rằng tôi là bác sĩ, tôi thấy vấn đề đấy, chúng tôi làm cái đó trên bệnh nhân này và đưa ra một câu trả lời chả liên quan gì đến bệnh nhân nữa, thì xin lỗi các bạn luôn, cái đấy dừng luôn, không nói nhiều. Và đã có những nghiên cứu trong quá khứ đã có những nghiên cứu như vậy rồi, mà cho đến khi mà bây giờ chúng ta hệ thống lại cũng như là chúng ta tìm hiểu lại, chúng ta thấy là cái vấn đề đạo đức ngày xưa quá lỏng lẻo, và chính vì như vậy rồi quyền con người, nhân quyền cũng được nâng lên, thì chúng ta đặt ra cái vấn đề là đạo đức trong nghiên cứu y học. Thứ hai là việc chúng ta tiến hành trả lời câu hỏi nghiên cứu đó, nghĩa là chúng ta làm nghiên cứu đó, nó có xứng đáng để bệnh nhân, chính là cái, những cái người tham gia nghiên cứu đấy, người ta phải đánh đổi một cái hậu quả hoặc là một cái bất lợi gì đấy trong cái quá trình điều trị của người ta hay không. Tôi lấy ví dụ, một ví dụ rất đơn giản, đó là chúng ta thử nghiệm một loại thuốc trên người, đúng không ạ? Và đây là một cái đang làm rất là chặt chẽ, các nghiên cứu thử nghiệm thuốc làm rất chặt chẽ. Vậy thì người ta thử nghiệm thuốc, người ta biết là ok, thuốc đấy có một số tác dụng, đơn giản nhất là một cái thuốc X có tác dụng chống đông. Vậy thì đánh đổi lại cái nguy cơ là gì ạ? Chúng ta biết rồi, chống đông thì nguy cơ đổi lại là chảy máu. Thì như vậy có xứng đáng để người ta chấp nhận cái nguy cơ đó hay không? Vậy chúng ta phải trả lời được câu hỏi đấy. Những cái bất lợi khác cũng có thể gặp. Như vậy thì mới có thể lý giải được là tại sao chúng ta làm cái nghiên cứu đấy trên con người, và cái đối tượng nghiên cứu chúng ta là con người chứ không phải là con vật. Mà bây giờ đến khi quyền động vật người ta nâng cao lên ở những cái đất nước mà dân số người ta già, người ta sống với chó, người ta còn quý hơn cả sống với cả người ấy, thì khi đấy quyền động vật lên, các bạn làm tiến hành nghiên cứu trên cái con động vật đấy, các bạn cũng phải có những cái đạo đức đối với cả những con vật, chứ không phải là người, chúng ta là đang mới đặt vấn đề với người thôi. Vì như chúng tôi làm các cái labo ở bên bên nước ngoài ấy, thì các bạn biết là nghiên cứu ở trên chó, trên thỏ, trên khỉ và trên cái con ruồi giấm ấy, cái con mà chúng ta rất hay trong các cái nghiên cứu về sinh học, trong cái chương trình sinh học chúng ta đều đều biết là tất cả những cái con vật đấy được sử dụng trong nghiên cứu thì nó đều được chôn cất rất đàng hoàng, chứ không phải là đem ra chia nhau ở các quán restaurant ngoài kia đâu. Và mỗi một năm thì chúng tôi dành ra một ngày, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày mùng 2 tháng 7 hàng năm, là ngày để tưởng niệm các cái con vật mà người ta đem ra làm nghiên cứu. Thì đấy cũng là một cách để tri ân khi mà họ cái con vật đấy nó đóng góp cho nghiên cứu. Vậy thì đây, đối tượng của chúng ta là con người, là sinh mạng mà chúng ta được đánh giá là cao quý nhất của đất, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải có đầy đủ các vấn đề đạo đức
khi mà chúng ta tiến hành trên con người như vậy. Đấy là câu hỏi thứ nhất, đó là ý nghĩa tác động nghiên cứu đối với bệnh nhân có lợi hay không, nói luôn có hại, dẹp luôn. Bởi vì chúng ta bao giờ cũng phải làm các nghiên cứu đem lại gì ạ, cái lợi, hạn chế tối đa cái hại và đem lại tối đa cái lợi cho bệnh nhân thì mới được tiến hành nghiên cứu. Đấy đều chắc chắn. Chút nữa chúng ta sẽ có một số ví dụ, hoặc là bạn nào có thể cho tôi một cái ví dụ các bạn đang chuẩn bị ấp ủ làm, chúng ta sẽ phân tích vấn đề nghiên cứu, cái về đạo đức trong nghiên cứu của các bạn. Các bạn có thể đem ra một cái ví dụ rất khó này. Thứ hai là giá trị khoa học. Nói luôn là giá trị khoa học là cái chắc chắn rồi, chúng ta là thao thao bất tuyệt, là chúng ta, tôi là người làm khoa học, tôi làm cái này là phục vụ vấn đề nghiên cứu khoa học, đóng góp cho chuyên môn, đóng góp cho cộng đồng, đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi nghiên cứu của chúng ta có phù hợp hay không, có đáng giá hay không, mục tiêu có phù hợp hay không, cái thiết kế nghiên cứu nó có đảm bảo hay không, cỡ mẫu của chúng ta có đủ mạnh để chứng minh được cái vấn đề chúng ta nghiên cứu hay không. Và chúng ta biết rồi, cái vấn đề đạo đức khi mà chúng ta đặt ra nó sẽ bao phủ toàn bộ trong quá trình nghiên cứu của bạn. Một nghiên cứu nó không khoa học, không được thiết kế một cách khoa học, đấy cũng là gì ạ, là vô đạo đức. Nói thẳng luôn, như giáo sư Quang vừa nói với chúng ta rằng là bệnh nhân này được bảo hiểm trả tiền xét nghiệm này, xin lỗi, bảo hiểm chính là chúng ta thôi, chúng ta đóng tiền để bảo hiểm người ta trả tiền mà. Như vậy nếu chúng ta coi cái vấn đề chúng ta đặt ra nghiên cứu là vô bổ thì đồng nghĩa với việc của chúng ta gọi là tiêu tốn không biết bao nhiêu nguồn lực từ con người. Các bạn nghĩ rằng là chỉ là một mình thôi, nhưng xin lỗi, không có ai có thể làm nghiên cứu một mình hết, tất cả đều có hệ thống đi kèm. Ví dụ một cái nghiên cứu về siêu âm thì có một loạt siêu âm, máy móc, rồi thợ bảo trì, rồi người bật điện cho các bạn làm siêu âm cũng được, rồi bệnh nhân, thì đó cũng là toàn bộ những cái đóng góp. Và nếu như mà một cái nghiên cứu không đem lại những cái đóng góp cũng như là giá trị khoa học thì nghiên cứu đó không đảm bảo vấn đề đạo đức và sẽ bị dừng nghiên cứu. Thứ ba, đó là vấn đề đảm bảo công bằng trong việc lựa chọn đối tượng tham gia nghiên cứu. Đây là một phần vô cùng quan trọng để chúng ta cân nhắc xem là cái việc kết quả nghiên cứu đấy nó có đem lại lợi ích cho đối tượng nghiên cứu hay không, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết rồi, trong phần nghiên cứu khoa học của các bạn cao học và nội trú thì chúng tôi siết rất là chặt cái vấn đề chúng ta viết đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Vậy là đối tượng nào chúng ta sẽ được lựa chọn để trả lời câu hỏi nghiên cứu của chúng ta, đấy là vấn đề vô cùng quan trọng. Thứ hai là các cái tiêu chuẩn thì cần phải đồng nhất từ trước đến sau. Ví dụ đơn giản, chúng ta biết rằng là can thiệp động mạch chủ là phương pháp TAVI, đúng không ạ? Là phương pháp rất là mới. Tôi lấy vấn đề này luôn cho nó hot. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày xưa chúng ta vấn đề bệnh nhân là phải nặng này, bệnh nội khoa phối hợp nhiều này, rồi tổn thương hẹp hai lá thì phải khít này, đại khái là rất là nặng, nặng lắm thì chúng ta mới đem ra làm TAVI. Nhưng xin lỗi, bây giờ nếu mà chúng ta đem ra cái hẹp vừa thôi, có tổn thương hẹp thì cũng chả có bệnh nội khoa gì nặng cả, nhưng người ta không muốn mổ, thì chúng ta có thể so sánh được cái lợi ích của cái nhóm đấy với cả nhóm rất nặng hay không? Và câu trả lời là không thể so sánh được. Vì vậy việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu chúng ta cần thuần nhất. Nếu chúng ta muốn so sánh lợi ích của các nhóm thì cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân của chúng ta phải đồng nhất từ đầu đến cuối. Và xin chia sẻ với các bạn luôn là nếu các bạn làm nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có những cái bệnh nhân của chúng ta, ví dụ tôi ví dụ luôn là với bệnh nhân hẹp van động mạch chủ với rồi, thì bệnh nhân hẹp khít và bệnh nhân hẹp vừa, thì bệnh nhân có cái nhóm bệnh nhân nó chỉ hẹp từ vừa đến khít thì chúng ta sẽ xếp vào nhóm nào? Nếu mà chúng ta thiếu bệnh nhân, ôi cứ cho vào nhóm này, đúng không ạ? Một nhóm này hoặc nhóm kia đều được như nhau, thì như thế cái tặc lưỡi của chúng ta nó sẽ làm cho nghiên cứu của chúng ta nó trở nên vô nghĩa về mặt khoa học. Và thứ hai, đó là những cái cá nhân hoặc cái nhóm đối tượng người ta có chấp nhận cái rủi ro tiến hành nghiên cứu hay không. Vì chúng ta biết rồi, ở đây chúng ta lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu thì xin lỗi các bạn có giải thích cho bệnh nhân đầy đủ tất cả các cái lợi ích và rủi ro của người ta hay không? Hay là chúng ta chỉ đem ra là bác sẽ có lợi như thế này, chúng tôi sẽ theo dõi cho bác, có biến cố gì chúng tôi sẽ xử lý cho bác. Chúng ta chỉ nói đến thế thôi, chứ chúng ta sẽ không thể phân tích được rằng bác ơi, dùng thuốc chống đông như thế này thì bác có nguy cơ chảy ra chảy máu ở đâu thì chúng tôi sẽ làm này. Tôi xin lỗi là tôi chưa nghĩ là có ai có thể giải thích chu đáo tỉ mỉ từng tí một như vậy cho bệnh nhân. Vì thế, trong khi quá trình làm nghiên cứu, tôi hy vọng là các bạn có thể đáp ứng được những cái yêu cầu từ cái phía nghiên cứu đề ra. Có một cái điểm rất quan trọng, đó là đối tượng phụ nữ và trẻ em.
thì chúng ta không nên bị loại khỏi cái nhóm nghiên cứu nếu như không có những cái argue gì đó về cái mặt khoa học. Vì sao? Bởi vì đây là hai cái nhóm đối tượng rất là nhạy cảm. Phụ nữ đúng không, người ta thì nào là sinh nở, nào là sữa, là nuôi con vân vân, trẻ em thì còn người giám hộ và cơ quan chức năng phát triển chưa đầy đủ. Thì như vậy là các cái nhóm này chúng ta gần như là đôi khi chúng ta ngại khi mà phải sờ mó đến nó. Sờ mó đến cái nhóm này thì chúng ta sẽ phải giải trình là vì những lý do đặc biệt chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên những nhóm bệnh nhân như này. Thì như vậy đó là những cái mà chúng ta phải giải trình là tại sao chúng ta lại loại trừ cái nhóm bệnh nhân đấy ra khỏi nghiên cứu của chúng ta mà không cho vào nhóm nghiên cứu. Lý do đấy phải chính đáng. Còn nếu không chúng ta vẫn phải đưa họ vào nhóm nghiên cứu để phân tích và so sánh. Thứ tư là chúng ta phải cân bằng được cái lợi ích và rủi ro khi đối tượng tham gia nghiên cứu chúng ta biết rồi, cũng như là trong việc chúng ta điều trị. Chúng ta điều trị thuốc cho bệnh nhân có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta chấp nhận như là đi trên dây. Một bên người ta bảo thuốc là con dao hai lưỡi, vậy thì nghiên cứu của chúng ta phải đảm bảo được cái cân bằng cho bệnh nhân giữa lợi ích và rủi ro. Nhưng mà chúng ta phải làm gì? Phân tích được cái rủi ro hoặc là rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra. Rủi ro không có nghĩa là chắc chắn nó sẽ xảy ra, nó có một tỷ lệ nhất định. Ví dụ tôi lại quay lại cái ví dụ với các bạn, đó là ví dụ sử dụng thuốc chống đông sẽ gây ra chảy máu. Vậy thì tỷ lệ chảy máu là bao nhiêu? Chúng ta chắc chắn là có đọc các cái sách về dược lực học rồi dược động học rồi lâm sàng các nghiên cứu, chúng tôi biết giải thích cho người ta tỷ lệ chảy máu của bác là 30% chẳng hạn, nghe khá là khủng khiếp, cứ 10 người dùng 3 người chảy là bệnh nhân chết khiếp rồi. Nhưng mà vì cái nhóm thuốc này nó đang có những cái lợi ích gì đó thì chúng ta phải giải thích cho người ta, và nếu như người ta chấp nhận là chúng ta người ta chấp nhận được cái lợi ích và người ta chấp nhận được cái rủi ro có thể xảy ra đối với người ta. Tất nhiên là tỷ lệ 100 người thì nó là 30 70 đấy, nhưng đối với bác thì không phải là 30 70 đúng không ạ? Đối với một người thì nó là 5 và 5. Một là chảy, hai là không chảy. Đúng không? Thì chúng ta phải chắc chắn điều đó với bệnh nhân và giải thích cho bệnh nhân rất là cặn kẽ phần này. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải giải thích nhấn rõ vào cái vấn đề là chúng ta làm nghiên cứu không phải là để chúng ta cầu mong xảy ra cái biến cố đấy, mà chúng ta sẽ cầu mong gì ạ? Cái mục đích của chúng ta đó là hướng đến các cái mục tiêu có lợi cho bệnh nhân, cái sức ảnh hưởng đến cái công việc điều trị của toàn viện của chúng ta, về kinh tế cho toàn bộ bệnh viện, để tránh cái gì ạ? Chúng ta nếu điều trị chống đông thì chúng ta tránh huyết khối, rồi tắc mạch thì vân vân và vân vân, thì chúng ta sử dụng bất kỳ loại thuốc nào chúng ta đều có chỉ định và chống chỉ định nhất định. Chúng ta biết rồi. Vậy thì chúng ta phải xem được cái lợi ích của nghiên cứu là cái gì và phân tích rõ ràng. Phần này nếu như khi các bạn bắt đầu tham gia các cái vấn đề đạo đức thì chúng ta phải giải trình rất rõ ràng ở trong cái bản đề cương để gửi cho hội đồng đạo đức. Đây là cái mà tôi nói cho các bạn để chúng ta hiểu khi chúng ta tiến hành nghiên cứu thôi. Cái đặc biệt nữa đó là khi mà chúng ta giải thích về rủi ro đó thì chúng ta phải giải thích thêm nữa là nếu như bác có nhỡ xảy ra cái biến cố đấy thì chúng tôi sẽ xử lý khắc phục các cái biến cố đấy bằng phương pháp gì. Ví dụ bác đã chảy máu dạ dày rồi, nôn máu đi ngoài phân đen rồi, thì theo các bạn chúng ta sẽ làm gì? Ôi thế chúng ta không biết làm gì cả, thế thì nguy hiểm quá nhỉ. Thế thì bạn nào đã từng trực ở C1 rồi, để cho nó có tí nào. Tôi xin mời một bạn nội trú khóa 43 nào, mới nhất của đất luôn nhỉ. Bạn nào là nội trú khóa 43? Tôi nghĩ là có đấy. Tôi xin mời bạn Hoa. Ok, cảm ơn bạn Hoa rất nhiều. Tôi nghĩ đấy là một trong những cái mà chúng ta xử lý hết sức là thuần thục cho đến bây giờ rồi. Bạn nào đã từng đi C1 thì tôi nghĩ là cũng sẽ làm như bạn Hoa thôi, đúng không nhỉ? Bởi vì bạn Hoa là một trong những cái nội trú rất là xuất sắc của chúng tôi, cho nên bạn nắm quy trình như lòng bàn tay. Rất là cảm ơn bạn. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân như vậy. Mà bác ơi, bác nếu như mà bác có lỡ chảy máu dạ dày hay tá tràng ở đấy, thứ nhất là chúng tôi sẽ bác thiếu máu nhiều quá, tôi truyền máu cho bác, đúng không ạ? Bác nếu mà bác ngày xưa bác có loét rồi đúng không, có loét nọ loét kia rồi thì chúng tôi sẽ soi dạ dày,
cần thì chúng tôi kẹp, chúng tôi tiêm sơ, chúng tôi làm cái gì đó để đảm bảo là bác sẽ cầm máu được, chứ không thể để bác hy sinh vì tham gia nghiên cứu của chúng tôi được. Tất nhiên sẽ có một cái tỷ lệ nhất định là dù chúng ta làm trên trời dưới biển thì người ta vẫn nặng và người ta không qua khỏi. Thế nhưng đó là những cái rủi ro có thể xảy ra trong nghiên cứu và chúng ta phải thông báo cho bệnh nhân biết. Đây là nguyên tắc khi làm nghiên cứu. Chúng ta không được giấu giếm. Khi chúng ta giấu giếm mà chúng ta ăn một quả kiện thì là thôi, không có nghiên cứu còn kiếc gì hết. Nghề có khi còn chả giữ được chứ đừng nói là còn nghiên cứu gì nữa. Đúng không nhỉ? Cho nên ý, là trung thực là cái điều là người ta có thể châm chước được và chúng ta cứu cánh cho chúng ta khi chúng ta có những rủi ro có thể xảy ra, kể cả trong quá trình chúng ta làm công việc bác sĩ của chúng ta luôn, chứ không phải là làm nghiên cứu. Nhưng đó là cái phần rủi ro chúng ta có thể gặp phải. Do đó nhưng chúng ta sẽ phải đảm bảo làm sao lợi ích sẽ được nhiều hơn là rủi ro cho bệnh nhân thì chúng ta mới làm nghiên cứu, đúng không ạ? Chúng ta cũng nói luôn bệnh nhân là à, chúng tôi sẽ cố gắng khống chế cho bác cái chất lượng máu của bác ở trong cái khoảng này. Ví dụ nếu mà chúng ta theo dõi bằng INR chẳng hạn, đúng không, thì tôi sẽ đảm bảo cho bác là à, ok, bác dùng thuốc chống đông thì INR của bác chỉ từ 2 đến 3 thôi, tỷ lệ chảy máu ở trong cái số lượng đó là rất là ít, nhưng mà nếu có thì chúng tôi sẽ giải quyết bằng các phương pháp như thế này. Chúng ta phải đưa cung cấp đầy đủ thông tin cho bệnh nhân thôi, chẳng có gì phải giấu giếm cả, bởi vì chúng ta biết rồi, chúng ta sống trong một môi trường hiện đại thời buổi 4.0 như thế này, các bạn chả giấu được cái gì luôn, đúng không ạ? Người ta sẽ có những cái đội cross check, ví dụ như bạn có thể quen siêu bác sĩ giỏi hơn bác sĩ ở đây gấp 1.000 lần, check được ngay xem là ông này làm như thế này là đúng hay là sai, đúng không ạ? Cho nên nghiên cứu của chúng ta, nếu chúng ta không trung thực, không đảm bảo vấn đề đạo đức thì nghiên cứu đấy sẽ không thể nào mà bơi ra được những cái chỗ nó rộng lớn hơn. Tiếp theo thì đây này, cái này là cái mà chúng ta bây giờ đôi khi chúng ta quên đi và chúng ta lờ đi, chúng ta cho chúng ta cái quyền là tôi lấy vào phòng nghiên cứu của tôi, đấy là hạnh phúc của bác. Thì xin lỗi các bạn, bệnh nhân người ta có quyền của bệnh nhân. Trong các cái bệnh viện của chúng ta bây giờ, tôi thấy là bản thân cá nhân tôi đấy nha, tức là bệnh nhân ấy khi mà đã vào viện, người ta mất quá nhiều cái quyền, đôi khi là như kiểu đi ăn xin rồi là đi cậy nhờ bác sĩ. Thực ra là không phải như vậy. Ngành của chúng ta là ngành phục vụ, các bạn biết đấy, ngành phục vụ, và bệnh nhân cần được cung cấp đầy đủ thông tin. Và khi người ta đồng ý tham gia nghiên cứu của các bạn, có nghĩa là các bạn phải giải thích cho người ta đầy đủ các cái thông tin cần thiết liên quan đến nghiên cứu, những cái lợi ích và những cái rủi ro như tôi vừa trao đổi ở bên trên về cái nghiên cứu của bạn. Khi mà người ta tham gia, người ta được hưởng lợi cái gì, người ta phải chịu cái nguy cơ gì, thì chúng ta mới pick người ta. Và người ta có đồng ý hay không, đồng ý ở đây là còn phải đồng ý một cách tự nguyện, chứ không phải là ông bên cạnh mà cứ rủ hai người đi, đúng không, rủ tôi, rủ một bác sĩ nội trú đi cùng với tôi để tôi giải thích ra sao vẫn tuyệt và tốt lắm. Thế ông nội trú bên cạnh mà, ừ cái này tốt lắm, thầy đã làm tốt lắm rồi. Thế là như thế là không, có vẻ như không tự nguyện lắm đâu. Người ta được quyền cân nhắc. Các bạn biết cái consent form, nếu ai đã từng tham gia các cái nghiên cứu chúng ta biết rồi, có một cái mẫu gọi là mẫu consent form, bệnh nhân sẽ điền vào cái mẫu đó và người ta khẳng định với chúng ta rằng tôi hoàn toàn tự nguyện tham gia nghiên cứu sau khi bác sĩ XYZ giải thích cho tôi đầy đủ về nguy cơ cũng như lợi ích khi chúng tôi tham gia nghiên cứu này. Đây là cái bắt buộc trong tất cả các nghiên cứu, đặc biệt là những nghiên cứu quốc tế, thì cái này các bạn khi các bạn tham gia các bạn cũng sẽ phải nắm được cái này, và nó phải thống nhất, tất cả các bệnh nhân đều có những cái mẫu như nhau, trừ những trường hợp bệnh nhân này là những bệnh nhân có vấn đề về về trí não, người ta hay quên, Alzheimer chẳng hạn, như tôi thì mấy năm nữa tôi Alzheimer. Thứ hai là trẻ em, rồi những cái người mà chấn thương sọ não, hoặc là những bệnh nhân gì ạ, bệnh nhân là C1 ấy, bệnh nhân từ giường số 13 đến giường số 25, 13 đến 25. Đó là những bệnh nhân gì? Là những bệnh nhân thở máy, không nói được, gật lắc cũng chịu, an thần cả ngày. Thì những bệnh nhân đó, nói luôn các bạn sẽ phải xin cái mẫu đồng ý tham gia nghiên cứu của gì ạ? Của người đại diện hợp pháp của nhóm bệnh nhân này. Đó là người nhà bệnh nhân, có thể là bố mẹ bệnh nhân, vân vân và vân vân. Đại khái là người đại diện hợp pháp trước pháp luật. Thì đây là cái bắt buộc mà chúng ta phải làm. Và các bạn cũng rút kinh nghiệm dần dần khi mà, đặc biệt là các bạn chuyên 2,
Bởi vì đề cương của các bạn chuyên 2 là 100% phải có cái mẫu này. Và xin thông báo với các bạn là năm nay có khoảng 320 330 bác sĩ chuyên khoa 2. Do đó là hồ sơ sẽ rất nhiều, các bạn thiếu một cái thì các bạn sẽ bị delay rất là nhiều. Xin nhắc các bạn trước là phải chuẩn bị đầy đủ. Câu hỏi thứ sáu chúng ta phải trả lời là nghiên cứu của chúng ta có đảm bảo tôn trọng cái đối tượng tham gia nghiên cứu hay không. Tôn trọng ở đây thì có hai khía cạnh. Một là nhóm đối tượng nghiên cứu của chúng ta là nhóm đặc biệt, có nghĩa là gì? Ví dụ những cái bệnh nhân nhẹ nhàng nhất, bệnh nhân bị lao chẳng hạn, tham gia nghiên cứu của bạn, cái cách cư xử của các bạn khi các bạn tham gia nghiên cứu đấy, tôi không nói là khi mà nói chuyện chúng ta phải đeo khẩu trang với nhau đâu, tức là cái đấy thực ra đối với cả bình thường nó cũng là không mấy lịch sự rồi, nhưng mà để đảm bảo không lây chéo cho bệnh nhân, chúng ta không lây cho bệnh nhân, không lây từ bệnh nhân nọ cho bệnh nhân kia, hoặc lây cho bác sĩ cho bệnh nhân, bác sĩ lây cho bệnh nhân còn nặng hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tôn trọng người ta thể hiện ở chỗ nào? Đó là người ta được quyền rút khỏi các nghiên cứu bất kỳ lúc nào người ta muốn. Đây là một cái điều kiện mà chúng ta phải cho bệnh nhân người ta nắm được. Bất kỳ khi nào, hoặc là nếu như có thay đổi bất kỳ về một cái đề cương nghiên cứu thì chúng ta phải thông báo cho bệnh nhân, và bệnh nhân được quyền cân nhắc là ok, tôi có tham gia tiếp hay không tham gia tiếp. Đó, cái đó là cái để đảm bảo rằng chúng ta tôn trọng bệnh nhân và bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ chúng ta, chứ không phải là chúng ta lợi dụng bệnh nhân. Và cái điều tiếp theo mà đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ làm, theo tôi được biết ở các nghiên cứu từ trước đến giờ, đó là thông báo cho bệnh nhân biết cái lợi ích và cái kết quả sau khi nghiên cứu xong. Thì tôi thấy là chắc là trong ở đây mọi người làm chưa có ai gặp lại bệnh nhân để thông báo rằng bác ơi, kết quả nghiên cứu sau 5 năm của chúng tôi như thế này, bác có thấy hạnh phúc không? Đúng không? Ở đây chắc là chưa, chưa tôi chưa ai làm được điều đấy. Mà tôi rất là gọi là trông chờ xem liệu chúng ta có ai làm được cái điều đấy không. Chúng ta làm được cái điều đấy thì khi mà chúng ta làm các nghiên cứu thì cái giá trị của chúng ta nó sẽ nâng lên rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết rồi đúng không? Các cái thuốc đến với các bạn đây này, người ta làm nghiên cứu cùng lắm là đến được 3 năm là cùng chứ mấy. Thì cái việc chúng ta follow một cái bệnh nhân 3 năm là chuyện hết sức bình thường. Nếu chúng ta ở đây là chuyên ngành tim mạch chẳng hạn, thì tôi nghĩ là một cái bệnh nhân theo các bạn 3 năm, 10 năm, 15, 20 năm, chuyện bình thường. Đúng không ạ? Thì cái việc chúng ta thông báo cho bác ơi, kết quả nghiên cứu sau ngần này này, cơ thử các bạn làm theo dõi đến 6 tháng là cùng chứ mấy. Đúng không nào? Thì chúng ta có thể hoàn toàn thông báo kết quả cho bệnh nhân. Đôi khi chúng ta bận công việc quá, chúng ta quên mất cái điều đó, thì bệnh nhân vô tình lại trở thành những cái người tham gia nghiên cứu chúng ta mà người ta chả biết là lợi ích của người ta là cái gì. Mặc dù là tiềm ẩn đằng sau đấy là cái lợi ích mà chúng ta rút ra từ nghiên cứu đấy, chúng ta áp dụng vào cái quá trình điều trị cho bệnh nhân. Thế nhưng mà người ta thì không lại cảm, không hề cảm nhận được điều đó. Thì đây là cái chúng ta phải chia sẻ, đúng không ạ? Không phải chia sẻ trên báo đài các thứ đâu, chia sẻ chính với những đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Bởi vì chúng ta cam kết với người ta là các bác sẽ được hưởng lợi cái này, các bác sẽ được thông báo này, cuối cùng chúng ta xong phát, tôi tốt nghiệp rồi nhá, bye bye, tôi thành bác sĩ rồi, thế là xong, goodbye luôn. Thế là không được, đúng không nhỉ? Chúng ta phải làm thông báo cho người ta biết, trừ những trường hợp bệnh nhân đã gì hy sinh rồi. Nhưng chúng ta hy sinh rồi, chúng ta vẫn có thể thông báo rằng là à bác ơi, người nhà của bác tuy hy sinh nhưng nghiên cứu đấy cho thấy là x gì gì đó, đúng không ạ? Thì rất là cảm ơn. Đấy cũng là một cái lời mà tôi nói thật là nếu mà người nhà bệnh nhân, kể cả người ta có hy sinh về khoa học như là cái bệnh nhân đấy, thì người nhà người ta cũng rất là mãn nguyện cống hiến một cái gì đó. Bây giờ các bạn biết đúng không, phong trào hiến xác, người ta chết thì người ta còn muốn là cống hiến tiếp cho khoa học, thì chả có lý do gì mà chúng ta không làm cái điều như chúng ta vừa nói với nhau cả. Mấy câu hỏi sau là những câu hỏi khá là hóc búa, và chúng ta sẽ phải trong cái hồ sơ nghiên cứu hội đồng đạo đức chấm cho các bạn sẽ phải có, đó là cái cơ chế giám sát độc lập. Tất cả các nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng cần có cơ chế giám sát độc lập, bởi gì ạ? Bởi cơ quan tài trợ, bởi gì ạ? Hội đồng đạo đức, rồi là ban giám sát an toàn dữ liệu. Thì đây là cái yêu cầu bắt buộc, và cái này phải trình bày ở trong phần kế hoạch giám sát. Sau này chúng ta sẽ làm với hai vấn đề này. Tiếp theo, phần này mới là phần mà gây ra rất nhiều tranh cãi. Năng lực của nghiên cứu viên chính và nhóm nghiên cứu
có đảm bảo để tiến hành cái nghiên cứu đấy hay không? Thì đây là một cái câu hỏi hết sức quan trọng để chúng ta trả lời cái câu hỏi nghiên cứu. Đó là chúng ta phải có gì ạ? Phải có đầy đủ chứng chỉ đào tạo về chuyên môn, về năng lực nghiên cứu thông qua các cái công bố khoa học, những cái GCP. Ở đây ai đã có bằng GCP giơ tay? GCP là Good Clinical Practice, là chứng chỉ để chúng ta thực hành lâm sàng tốt. Nếu chúng ta chưa có cái này ấy, thì việc chúng ta tham gia các nghiên cứu cấp bộ hoặc cấp nhà nước là gần như bằng không, không cơ hội. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải đi học đi, bởi vì cái chứng chỉ này cũng không phải người ta đào tạo thường xuyên đâu. Đào tạo cứ vài năm thì được có một lớp thôi, mà cái chứng chỉ này nó sẽ có giá trị cho đến khi gì ạ? Mở lớp tiếp theo. Rồi, tiếp theo nữa, đó là nghiên cứu viên chính không được phép có bất kỳ mâu thuẫn lợi ích gì với cái sản phẩm mà chúng ta đang tiến hành nghiên cứu nó đấy, đúng không ạ? Thế bây giờ chẳng hạn như là tôi là bác sĩ, nhưng mà tôi lại được vợ dúi cho ít tiền, hay là tôi đầu tư vào hãng thuốc chống ung thư chẳng hạn, kiểu thế. Thế là sau tôi lại đứng đầu lại làm nghiên cứu viên chính của cái nhóm thuốc đấy, chứng minh rằng ôi thuốc này điều trị ung thư gì đó rất là tốt, và các bác cứ dùng đi. Thế là thôi, từ khi sau nghiên cứu đấy là thuốc được dùng nào ạ? Thì xin lỗi các bạn, là không có chuyện đấy. Nghiên cứu viên chính phải độc lập với các cái công cụ được tiến hành nghiên cứu, các cái đơn vị tài trợ, các công ty dược và các cái công nghệ sản xuất. Đấy là bắt buộc. Xin lỗi, hơi bị ngứa. Vì sao ạ? Xin lỗi. Nếu như mà nghiên cứu viên chính được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu thì gì? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có gì? Báo cáo kết quả không thể trung thực được, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta cũng hạn chế cái điều đấy thôi, nhưng cái đấy là có thật chứ không phải là không có. Và kể cả những cái tạp chí đăng, những bài báo đăng trên những tạp chí danh giá như là Science của một hay hai tác giả gì đó người Nhật cũng đã bị gỡ xuống rồi, chứ không phải là những nghiên cứu nhỏ lẻ như cấp của chúng ta đâu. Nhưng là cái bài báo nó cái impact factor rất cao, có thể lên đến 20 điểm, và có những cái bài báo lên đến gần 40 điểm cũng đã bị gỡ xuống rồi. Và thôi, tác giả đấy thì sau một lần như vậy thì không còn cơ hội để trở mình nữa. Thì đó là cái năng lực của nhóm nghiên cứu. Tôi lấy ví dụ đơn giản, nếu bạn nào làm về siêu âm, nghiên cứu về siêu âm chẳng hạn ở đây, đúng không ạ? Thì chắc chắn là nếu các bạn đưa ra kết quả ở đây mà các bạn chưa học một cái chứng chỉ nào về siêu âm, có nghĩa là kết quả các bạn sẽ được gì ạ? Được chấm không điểm. Chúng tôi chẳng tin kết quả các bạn chưa có chứng chỉ làm đâu. Tất nhiên có thể bạn làm rất tốt, đấy, nói mồm với nhau là tốt thôi, chứ chứng chỉ đâu, giấy tờ đâu, không có, đúng không? Xin lỗi, tạm dừng, bạn đừng làm đấy nữa. Nếu có một cách lách luật, đó là gì ạ? Đó là kết quả của em đã được qualify bởi giáo sư X, cô Y, hoặc là chị Z, những người đã có chứng chỉ rồi, là những người hướng dẫn trực tiếp cho chúng em. Thì ok, xong, việc đấy đã được giải quyết rất đơn giản, đúng không ạ? Thì cái đó là cái mà chúng ta có thể tận dụng các thầy cô ở đây. Còn tại sao những cái nơi như thế này lại là những cái nơi có nhiều nghiên cứu đến như vậy? Chính là vì như vậy, bởi vì có những cái người, người ta có đủ các cái bằng cấp, giấy tờ, chứng chỉ, vân vân. Và đặc biệt đó là trình độ để chúng ta có thể tận dụng họ, bảo lãnh cho mình, người ta chứng minh cái kết quả của mình làm được là đúng. Thì khi đó kết quả các bạn làm ra mới được công nhận. Các bạn tưởng chừng như là ok, nó rất đơn giản thôi, nhưng khi mà đứng ra độc lập để chiến đấu với cả một cái hội đồng mà người ta chỉ yêu cầu rằng à, ông này không có chứng chỉ làm siêu âm, tại sao lại làm như này, kết quả ông không đáng tin cậy, ông sổ tẹt cái là các bạn cũng xong luôn, không cơ hội trở mình luôn, chắc chắn chúng ta sẽ không được áp dụng. Và câu hỏi cuối cùng, đó là năng lực của cơ quan chủ trì nghiên cứu và các đơn vị phối hợp. Thì rõ ràng nếu chúng ta làm nghiên cứu ở đây thì không có vấn đề gì, đúng không ạ? Xem xét đáp ứng được GCP, chúng ta thực hành lâm sàng tốt hay chưa, trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cơ sở vật chất có được hay không. Ví dụ chúng ta làm nghiên cứu trên một có một cái phương pháp siêu âm rất là mới, speaker tracking hay là 4D gì đó, mà ở đây không có máy 4D, 3D gì nhỉ,
4D là siêu âm thai, xin lỗi. Đấy, các bạn làm trên máy 4D đi, đúng không? Mà ở đây chỉ có máy 3D thôi, thế là xong. Cơ sở vật chất không thể đáp ứng được, thế là lại bê nguyên một cái máy 4D ở đâu gì đấy về đây làm. Thì rõ ràng như vậy là chúng ta cần phải chứng minh rằng cái cơ sở vật chất nơi chúng ta làm đây có thể xử lý được những cái vấn đề nghiên cứu như thế. Thì khi đó, phần này trong phần thiết kế nghiên cứu chắc chắn các bạn sẽ có viết, nên các bạn có biết cách để viết cho nó đảm bảo là đáng tin cậy hay không thì chúng ta sẽ xem vào thứ bảy chủ nhật. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Đây là bông hoa anh đào. Tất nhiên chưa hết đâu, đừng vỗ tay vội, bởi vì là tôi được yêu cầu nói một tiếng cơ, nhưng tôi đã rút ngắn xuống.